Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc sách cùng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc mùa 2 và mình là Thảo Trang. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tác phẩm Công chúa Barry của tác giả Hwang So-kyung các bạn nhé. Ban đầu, Công chúa Barry là bộ truyện dài kỳ được đăng trên báo Hangyore của nhà văn Hwang So-kyung. Sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực cả trên báo online và báo giấy, tác phẩm đã được xuất bản thành sách. Với nội dung độc đáo, cuốn tiểu thuyết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của không chỉ giới văn học Hàn Quốc mà còn cả giới văn học thế giới và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Dựa trên câu chuyện cổ tích dân gian Hàn Quốc về một nàng công chúa trưởng thành mà chưa một lần được nhìn mặt cha mẹ ruột. Tuy nhiên khi biết tin họ lâm bệnh, nàng đã không quản ngại khó khăn gian nan vất vả để tìm nước trường sinh, loại nước thần có thể cứu chữa bệnh cho vua cha và giải thoát nhân loại. Nhà văn Hwang So-kyung đã viết nên một hành trình giải thoát khổ đau của cô gái trẻ Barry trong bối cảnh khắc nghiệt của những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Sinh ra trong thời kỳ xã hội cũ, từ nhỏ Barry đã chịu rất nhiều bất công bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Barry với những khả năng kỳ diệu của mình đã lên đường tìm nước trường sinh để giải cứu bản thân và nhân loại khỏi những đau khổ thực tại. Trong quá trình đi tìm nước trường sinh, Barry cũng đã tìm thấy và chữa lành những vết thương ẩn sâu trong mỗi nhân vật mà cô đã gặp gỡ. Chọn kể chuyện bằng ngôi thứ nhất, nhà văn Hwang So-kyung đã giúp chúng ta có thể thấu hiểu rõ hơn về những cảm nhận, những suy tư của nhân vật Barry. Câu chuyện được bắt đầu từ những dấu hiệu của nạn đói đang dần dần ập đến. Mùa hè năm đó cũng là mùa hè oi bức nhất trong vòng mấy chục năm, không hề có giọt mưa nào. Nhưng đến lúc chuẩn bị vào thu thì trời đổ mưa xuống ròng rã trong mấy chục ngày, đến mức cánh đồng và núi non tưởng chừng như bị lật lên hết. Năm nào cũng vậy, người lớn đều than vãn về chuyện mất mùa, nhưng năm đó là sự mở đầu của nạn đói khủng khiếp. Cho tới mùa đông, cả thành phố lẫn tỉnh đều ngưng phát hàng hóa. Và rồi vì nạn đói ấy, gia đình Barry tứ tán khắp nơi. Khi ấy cô bé Barry mới 12 tuổi. Hành trình lưu lạc của Barry bắt đầu khi cô cùng bà nội và chị gái theo chú Mikuri, người bạn thân của bố, từ Trung Quốc để tìm cách thoát khỏi nạn đói. Chúng tôi tới đất Trung Quốc phía bên kia sông. Luồng gió lạnh thổi từ thung lũng núi như ăn sâu vào trong da thịt. Chúng tôi đi bộ khoảng 30 li đến tận khuya thì tới một ngôi làng nhỏ hơn sông Sơn, le lói một vài ánh đèn trong đêm tối. Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng với Barry. Sau khi tới Trung Quốc và gặp lại bố, cô bé tưởng chừng mình đã có thể có hạnh phúc dưới mái nhà đơn sơ này rồi. Trong thời gian qua, gia đình chúng tôi có quá nhiều biến cố khiến tôi, một đứa bé chỉ biết chui vào ngủ trong nách bà, cảm thấy vô cùng hạnh phúc với tiếng ngáy rền của bố nằm chặn phía trước cửa lều. À, chúng tôi đã có một cái nhà. Ấy vậy nhưng, rồi những cuộc chia ly với gia đình lại diễn ra và những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau. Barry nhận ra rằng để thoát khỏi sự khổ cực đang ngập tràn thế giới này, cô phải tìm được nước trường sinh. Vậy là hành trình giải cứu bản thân và nhân loại tràn ngập những vất vả của Barry bắt đầu. Vậy nhưng, Barry chưa bao giờ tuyệt vọng mà luôn cố gắng sống thật tốt. Cô luôn sẵn sàng mở lòng giúp mọi người. Có lẽ bởi vậy, cô cũng luôn nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tôi nhận ra rằng, đời sống con người chính là một chuỗi dài của sự chịu đựng và chờ đợi thời gian trôi. Mặc dù sẽ không thể nào được toại nguyện như mong ước, nhưng dẫu sao, khi đã sống trên cõi đời này, sớm muộn gì thì mọi chuyện cũng sẽ xuôi theo dòng chảy của nó. Trong xã hội mà Barry đang sống, không thiếu những cảnh bị cha mẹ bỏ rơi chỉ vì là con gái. Barry cũng từng bị chính cha mình bỏ rơi như vậy. Hay Juru, ông chủ của cô, người đã giúp cô có được tấm visa để lưu trú và làm việc, cũng từng bỏ rơi con gái mình. Tuy vậy, thật ra trong sâu thẳm mỗi con người vẫn luôn tồn tại lòng yêu thương. Tôi cúi gập người xuống bày tỏ lòng biết ơn đối với Juru. Lần đầu tiên tôi mới nhớ tới chú Mikuri và nghĩ rằng có lẽ chú tới tận đây để bảo vệ cho tôi. Không biết đã bao lâu rồi, tôi mới có lại cảm xúc và nước mắt chứa chan như thế này. Tôi cứ tưởng mình sẽ không còn khóc được nữa. Chú Ru đưa cho tôi miếng khăn ướt bảo tôi lau nước mắt. 20 năm trước chú cũng rời bỏ quê hương mà đi, bỏ lại một cô con gái. Nếu còn, chắc nó cũng tầm tuổi cháu đấy. Tưởng rằng hành trình gian khổ ấy đã khiến Barry trở nên chai sạn, nhưng khi nghe tin chồng mất tích và đứa con gái bé bỏng cô yêu thương cũng ra đi, Barry cũng đã sụp đổ. Trong giờ khắc ấy, cô đã nản chí và tự chất vấn, nếu mình tìm được nước trường sinh thì liệu mọi việc có phải đã được cứu vãn không? Nhưng lời khuyên của ông Abdul, ông nội của chồng cô, đã thức tỉnh ý chí trong cô. Sống không có hy vọng chẳng khác nào là chết. Ông không biết nước trường sinh mà cháu mong muốn là thứ gì, nhưng con người ta, để tự cứu rỗi bản thân mình, để tồn tại thì sẽ phải khóc. Cho dù có gặp phải bất cứ sự nghiệt ngã nào, tuyệt đối không được mất đi hy vọng vào người khác và vào cuộc đời này. Đúng vậy, sống là phải có hy vọng. Đến kết chuyện, ngay cả khi được đoàn tụ với chồng và có thêm một đứa con,
thế giới tràn ngập trong chiến tranh và khổ cực mà Badi phải đối mặt vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhưng đâu đó, chúng ta vẫn thấy được bóng dáng kiên cường của Badi. Cuốn tiểu thuyết hiện đại mang màu sắc cổ tích Công chúa Badi không đơn thuần chỉ là một câu chuyện về cuộc hành trình của một nhân vật nữ tuyệt vời, người đã đấu tranh không ngừng để tìm vị trí của mình trong một thế giới tàn bạo. Câu chuyện cũng như lời nhắn gửi của tác giả đến bạn đọc, đặc biệt là độc giả nữ, hãy luôn tin tưởng và hướng tới tương lai. Số phận và cuộc đời của bạn là do bạn tự quyết định, chứ không phải phụ thuộc vào bất kỳ định kiến nào của xã hội. Và đó là nội dung của quyển sách Công chúa Badi của nhà văn Hwang Soo-kyung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của chuyên mục Đọc sách cùng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc mùa 2. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!